Xin chào tất cả em học sinh yêu quý. Tiếp theo đây thầy sẽ đi chữa bài tập số 2 sách giáo khoa giải tích lớp 12 trang 136 nhé các em nhé. Bài tập số 2 thì người ta bắt chúng ta đi tính alpha cộng beta và alpha trừ beta với các cái alpha beta cho bốn cái ý A, B, C, D nhé các em nhé. Như vậy ở đây thầy sẽ đi vào chữa cụ thể từng ý một này. Như vậy ở đây các em nhìn thấy là thầy đã có bốn cái ý này ra nháp rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào ý A này. Ý A này. Thì ở đây thực ra nói là alpha beta người ta cho chúng ta là hai số phức thôi. Công thức cộng và trừ hai số phức thì các em biết rồi. Như vậy thì thầy sẽ đi làm cụ thể như sau nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có alpha cộng beta ở câu A này thì sẽ bằng là 3 gì? Cộng 2y này. Alpha trừ đi beta thì sẽ bằng là gì? 3 trừ đi 2y các em nhé. Câu B này. Câu B người ta cho alpha bằng 1 trừ 2y và beta bằng 6y. Như vậy chúng ta sẽ có alpha cộng beta thì sẽ bằng 1 trừ đi 2y cộng với cả gì? 6y nhé các em nhé. Như vậy thì nó sẽ bằng là bao nhiêu? 1 cộng với 4y đúng không các em? Ở đây alpha trừ đi beta thì sẽ bằng là 1 trừ đi 2y trừ đi 6y và sẽ bằng là 1 trừ đi 8y nhé các em nhé. Tiếp theo với câu C người ta cho alpha bằng 5y, beta bằng trừ 7y. Như vậy alpha cộng beta thì sẽ bằng là 5y trừ đi 7y và nó sẽ bằng là bao nhiêu? Trừ 2y nhé các em nhé. Alpha trừ đi beta thì sẽ bằng là 5y trừ đi trừ 7y và nó sẽ bằng là 12y đúng không các em? Tiếp theo chúng ta sẽ vào câu D này. Câu D thì người ta cho alpha bằng 15, beta bằng 4 trừ đi 2y. Như vậy chúng ta sẽ có alpha cộng với cả beta thì sẽ bằng 15 cộng với cả 4 trừ đi 2y nhé các em nhé. Như vậy nó sẽ bằng là bao nhiêu? 19 trừ đi 2y này. Alpha trừ beta thì chúng ta sẽ có nó bằng là 15 trừ đi 4 trừ đi 2y nhé các em nhé. Như vậy nó sẽ bằng là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có nó bằng là 11 cộng với 2y nhé các em nhé. Như vậy là thầy đã giải đáp xong bài tập số 2 nhé.